Chương 145. Triệu Mù hào hứng thao thao bất tuyệt. Bọn tôi nghe mà thấy mù mịt, váng hết cả đầu. Bỗng thấy bên ngoài trời đột nhiên tối sầm lại, trong nhà tối om, chỉ còn đống lửa lập lòe. Mù muốn hút thuốc, mò mẫm trong bóng tối mãi không tìm thấy, bèn sai tên lùn. Ai? Sao trời đột nhiên tối thế? Mau thắp tí nến lên. Ai nấy chỉ mãi nghe Triệu Mù chém gió, không để ý đến sắc trời đã tối từ khi nào. Tên lùn ừ một tiếng rồi ra ngoài. Đi được mấy bước, nói. Không đúng, vừa nãy rõ ràng là trăng sáng mà. Bác Trọc thò đầu ra nhìn thử. Trời âm u, chưa biết chừng sắp mưa. Tôi nhìn quanh. Nếu mưa thật thì toang, nhà này mái cũng sụp mất một nửa. Đêm nay chúng ta chỉ có thể mặc áo mưa đi ngủ thôi. Triệu Mù cũng nói. Bác Trọc, tôi nghe nói ở Tây Tạng không thể bị cảm. Đã cảm là giãn phế quản, có phải vậy không? Bác Trọc đáp. Trước khi đến Tây Tạng không được bị cảm. Cảm cúm ở cao nguyên sẽ biến thành giãn phế quản, vớ vẩn còn mất mạng. Cảm cúm ở cao nguyên không sao, người đã có sức đề kháng rồi. Triệu Mù giờ mới yên tâm. Tên lùn lật rương lục tủ tìm nến, đến nỗi trên đất cái gì cũng có, chỉ trừ nến. Bọn tôi ở ngoài trêu hắn, đột nhiên phát hiện ra một tia sáng chiếu vào. Kế đó, ánh sáng dần lan rộng, cả một vùng sáng trưng lên, bên ngoài đã sáng lại. Triệu Mù thò đầu ra nhìn. Này, lạ thật đấy, vừa rồi rõ ràng sắp mưa, giờ trăng lại xuất hiện rồi. Lúc này lũ chó hoang đầu làng bỗng như nhận được tín hiệu gì đó, bắt đầu sủa ầm lên, inh ỏi đất trời, chấn động 10 dặm như đã phát điên. Không ngờ tên lùn vốn đang đứng kia nhấc một cái chậu hoa vỡ, lật dở đồ đạc trước đống lửa. Thấy trời đột nhiên sáng bừng, thoắt cái kinh hãi sửng sốt, chậu hoa rơi bịch xuống đất vỡ tan tành. Hai bọn tôi đều không hiểu rõ tình hình, chỉ thấy tên lùn vừa lăn vừa bò hốt hoảng. Mau nằm xuống, nằm hết xuống, nó đến rồi, nó lại đến rồi. Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng bò xuống gầm giường, co rúm người lại, nằm im bất động. Bọn tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tên lùn nháy mắt với bọn tôi, bảo bọn tôi đừng thắc mắc, cứ làm theo hắn trước. Tôi nửa tin nửa ngờ, theo hai người họ, vừa sụp xuống gầm giường, đã nghe thấy một trận gió lớn đột nhiên nổi lên. Sức gió vừa mạnh vừa nhanh, thoắt cái đã đẩy bật cái chậu sắt thủng ngoài cửa sang một bên. Kêu ầm ầm, bụi đất mịt mù bay đầy trời. Thấy bụi đất cuốn que như rồng vàng, tôi vội nằm rạp xuống dưới gầm giường bẩn thỉu kia. Mấy chiếc giày rách vừa hay trúng ngay miệng, thối muốn chết. Mùi nồng nặc tới nỗi khiến tôi tí thì ọc cả ra. Tôi vội đẩy Triệu Mù, bảo anh ta dịch sang một bên. Không ngờ anh ta cứ như chết rồi, không thèm động cựa. Tôi cáu lên véo anh ta một cái. Anh ta nhỏ giọng chửi. Mẹ kiếp, cậu điên à? Tôi thì thầm. Lùi vào trong tí, ông đây không có chỗ. Anh ta giờ mới miễn cưỡng dịch người vào trong. Tôi nhanh chóng đẩy chiếc giày thối kia ra, hít sâu một hơi không khí mát lành, cảm thấy cả thế giới đều trở nên tươi đẹp. Lúc này Triệu Mù lại ngóc đầu dậy, cảnh giác nhìn bên ngoài, ánh mắt lóe lên như nhìn thấy thứ gì đó khó diễn tả. Tôi nén giọng hỏi. Mù, bên ngoài rốt cuộc là thứ gì? Triệu Mù buồn bực. Ai mà biết được, chắc chắn là thú lớn. Tôi hào hứng. Có phải là quái vật ăn thịt người kia không? Anh ta gật đầu. Tôi phấn khởi. Là ưng khổng lồ Tây Tạng. Không ngờ nhanh vậy đã được thấy. Anh em tiểu mã do chúng quắp đi phải không? Triệu Mù không tiếp lời, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì. Tôi chọc anh ta. Mù, không phải nhà anh chuyên bắt ưng à? Anh nghĩ cách xem có thể bắt được nó không? Chúng ta lấy nó ra đổi tiểu mã, giống như đổi khỉ lấy ba lô ở Lào ấy.
Triệu Mù cáu lên. Mẹ kiếp, cậu nghĩ đây là gì? Sao giống con khỉ chết dẫm kia được? Tôi cho cậu hay, đại bàng khổng lồ trên thảo nguyên xà xuống một cái là có thể quặp nát xương sống sói, bắt sống tha lên trời luôn. Nếu là ưng khổng lồ ở Bắc Tây Tạng, vậy có lẽ nó ít nhất cũng phải ngang một con ngựa, giang rộng hai cánh, có thể to bằng kẻ gian nhà. Hễ vung vuốt là đập đầu cậu nát như tương. Cậu muốn đi bắt nó sao? Nằm đấy mà mơ. Tôi cũng kinh hãi. Ưng to bằng kẻ gian nhà, kinh khủng đến cỡ nào? Có điều sau khi trải qua chuyện ở Lang Thành Âm Sơn và chuyện ở hang rắn Lan Thương, sức chịu đựng về mặt tâm lý của tôi đã được nâng cao. Cho dù quái vật có to lớn cỡ nào, tôi cũng chẳng hề hấn gì nữa. Huống hồ trước khi đến, tôi đã nghĩ có lẽ chuyến đi Tây Tạng Tân Cương này thật sự có thể gặp phải một con ưng khổng lồ khiến người ta kinh hãi. Không ngờ chuyện lại trở thành hiện thực nhanh như vậy. Lát sau, bên ngoài dần yên ắng lại, tiếng chó sủa cũng lặng dần. Tên lùn giờ mới thở phào một hơi, gọi bọn tôi chui ra khỏi gầm giường. Trên đầu hắn còn vương mấy sợi rơm, tóc rối như ổ quạ, cúi đầu ủ rũ, trông rất buồn cười. Tôi và Triệu Mù đưa mắt nhìn nhau, muốn hỏi nhưng lại thấy ngại. Cuối cùng bác Trọc lên tiếng, không nhịn được hỏi. Lùn này, có chuyện gì thế? Thứ ban nãy là gì? Tên lùn đáp. Có người bảo là ưng khổng lồ, cũng có người bảo là quái vật. Dù sao, khó mà nói rõ. Triệu Mù hỏi. Ưng khổng lồ sao lại bay tới làng các anh? Không thể nào. Lùn thở dài. Còn không phải tại chuyện lần trước sao? Từ đó về sau, ưng khổng lồ thường tới, cũng bắt đầu có người mất tích. Có điều, nói thì nói vậy, chứ đã có ai thấy nó đâu, cũng không biết rốt cuộc là cái thứ gì. Tôi kinh ngạc. Nó ồn ào náo động như vậy mà chưa một ai trong làng anh thấy à? Tên lùn. Có khe khẽ người từng thấy, có điều hễ là người nhìn thấy nó thì đều mất tích. Triệu Mù bảo. Không đúng, thường thì ưng khổng lồ không thể xuất hiện mãi ở một nơi như vậy, trừ phi... Tôi hỏi. Trừ phi cái gì? Mày anh ta nhăn tít lại, ngập ngừng. Trừ phi tổ nó ở đây. Tôi hết hồn. Ưng khổng lồ trong truyền thuyết không phải đều sống trên núi tuyết cao 5-6.000 mét ư? Tổ phải xây trên một mỏm đá nhô ra giữa vách núi treo leo. Sao lại ở trong cái làng bé tí này? Bác Chọc cũng hơi sốc, hỏi tên lùn. Chuyện bắt đầu từ lúc nào? Tên lùn chớp mắt nhớ lại. Nhắc đến thì là từ lúc thầy phong thủy kia đến. Triệu Mù hỏi. Lùn, anh cố nhớ lại xem, khi ấy lão ta sao lại đến đây? Có người mời hay gì? Theo lý mà nói, chỗ các anh mười mấy năm trước không mấy người biết đến, sao ông ta lại biết đến nơi này? Tôi cũng nói. Lùn, anh biết gì kể hết ra đi. Nhà Mù bất ưng gia truyền đấy. Anh nói với anh ta, không chừng có thể giúp được mọi người. Tên lùn nghe tôi nói vậy, thoắt cái, mắt đã đỏ ửng, nước mắt nước mũi sắp trào cả ra, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống. Nhất định bắt Triệu Mù đồng ý với anh ta, nghĩ cách giết quái vật ăn thịt người hoặc đuổi nó đi. Bất kể Triệu Mù muốn gì, cả làng tốn kém bao nhiêu cũng gom đủ cho anh ta. Triệu Mù thở dài, đỡ hắn dậy. Anh à, anh thế này làm tôi tổn thọ mất. Anh đứng lên đi, nói chuyện đàng hoàng. Chỉ cần Triệu Mù tôi làm được thì chắc chắn sẽ giải quyết giúp anh. Tôi cũng thấy thương, đứng cạnh kéo hắn. Không giấu gì anh ạ, lần này bọn tôi đến Tây Tạng cũng vì con ưng khổng lồ này. Bác Trọc bên cạnh nghe bọn tôi nói vậy, sửng sốt. Cậu, các cậu không phải đi tuyến Tân Tạng à? Sao lại biến thành đi tìm ưng khổng lồ? Tôi chỉ đành lấp lửng. Bọn tôi phải đi tuyến Tân Tạng, nhân tiện tìm ưng khổng lồ luôn. Mắt bác ta sắc như dao, nhìn chằm chằm vào tôi ép hỏi.
Các cậu tìm ưng khổng lồ làm gì? Tôi nhìn Triệu Mù, mắt anh ta khẽ ra hiệu, ý bảo đừng nói cho họ biết chuyện vội. Chẳng còn cách nào, tôi chỉ đành nửa thật nửa giả nói. Thực ra, tôi và Triệu Mù buôn gia thú ở Bắc Kinh. Mẹ của một vị khách quen hào phóng đột nhiên mắc căn bệnh lạ, đang thoi thóp. Người gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, dở sống dở chết. Vị khách này tìm kiếm khắp nơi, chỉ hận nỗi không thể mời hết bác sĩ giỏi trên đời về một chuyến. Ai nấy cũng lắc đầu, không biết là bệnh gì. Cuối cùng bó tay, họ đến Ung Hòa Cung cầu nguyện, kết quả gặp được một vị lạt ma ở đó. Vị lạt ma là thầy thuốc Tây Tạng, đến nhà khám rồi bảo với ông ta, bà lão bị cước, phải điều trị dần dần mới khỏi. Bệnh này trong sách cổ ở Tây Tạng từng được ghi chép lại, có phương thuốc bí truyền đặc trị, giờ đơn ấy vẫn còn, nhưng không phối được thuốc, vì thuốc dẫn quá khó tìm. Vị khách lớn kia là một người con có hiếu, vốn lòng đã hết hy vọng, giờ nghe thấy có cơ hội, lại có niềm tin, hỏi ông ấy thuốc dẫn cần gì. Vị lạt ma già chắp tay nói, thuốc dẫn là thánh sứ của Tây Tạng, ưng thần Bắc Tây Tạng. Nơi tiếp giáp giữa Tân Cương và Tây Tạng có một loài ưng khổng lồ. Loài ưng này dữ dằn nhất. Chỉ có tìm được chúng, lấy máu trộn với các vị thuốc Tây Tạng, bệnh của mẹ ông ta mới chữa được. Vì chuyện này mà ông ta đến tìm bọn tôi, trả trước 200.000 tệ. Cho dù tìm được hay không, chỗ tiền này cũng cho bọn tôi. Nếu có thể tìm được, đồng thời bắt sống ưng khổng lồ sẽ đưa thêm 1.000.000 tệ nữa. Chuyện này không phải là tôi hoàn toàn bịa đặt. 2 năm trước, tôi từng tiếp một vị khách bảo mẹ ông ta bị cước, cần máu ưng giữ ấm. Khi ấy, ông ta đến chỗ tôi mua một con ưng sống. Kết quả đúng lúc Triệu Mù đang ở đó, chửi ông ta một trận tối tăm mặt mũi rồi đuổi thẳng ra ngoài. Không ngờ chuyện này vừa khéo dùng được ở đây, lại còn nghe rất thuyết phục. Tên lùn nghe tôi nói vậy, gật đầu, tỏ ý đã hiểu, không nói thêm gì nữa. Triệu Mù cũng nhớ lại chuyện này, vẫn còn hơi ức, lẩm bẩm chửi một câu, khẹt nhổ vào đống lửa. Chương 146. Bác Trọc nghe tôi nói xong cũng không bảo gì, còn làm một hành động kỳ quái. Bác ta quay đi, nhìn trăng sáng. Lúc ngoảnh lại, ánh mắt đã ảm đạm đi mấy phần, tự lẩm bẩm một câu. Mấy người Triệu Mù phía sau không nghe rõ, nhưng tôi ngồi ngay cạnh nghe thấy rất rõ ràng. Bác ta nói, 10 vạn quỷ khóc than, mộ ưng Bắc Tạng tàn. Tôi chợt sững ra, lại là câu này. Bác Trọc rốt cuộc là người thế nào? Tôi đột nhiên thấy nghi ngờ, tại sao bác ta chạy tuyến Tân Cương Tây Tạng mấy chục năm rồi bỗng lại thôi? Liệu bác ta có giấu giếm bí mật gì không? Chẳng lẽ bác ta có dây dưa gì tới chim ưng khổng lồ? Có điều lúc này rõ ràng không phải là lúc để chất vấn bác Trọc. Triệu Mù bảo tên lùn kể lại tường tận chuyện xảy ra năm đó. Tên lùn nhớ lại, bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện. Hắn kể, chuyện xảy ra vào khoảng hơn chục năm trước. Khi ấy hắn còn nhỏ, vừa khéo tận mắt chứng kiến chuyện này. Chuyện dù đã qua mấy chục năm, nhưng giờ nhớ lại vẫn thấy nổi da gà. Cũng thật trùng hợp, anh Mù ở đây, bác Trọc cũng ở đây, lại liên quan đến an nguy của cả làng, hắn cũng chỉ đành nói ra. Bằng không, hắn định giấu chuyện này trong lòng cả đời, cho dù đánh chết hắn cũng không nói ra. Nói tới đây, hắn hơi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể sợ có người nghe lén bên ngoài, làm tôi cũng căng thẳng theo. Ở Tây Tạng, mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ lập tức giảm, gió lạnh thổi vù vù buốt giá, toàn thân da gà da vịt nổi hết lên. Dưới ánh trăng, gió lùa cây cối lao xao, những bóng cây to lớn lay động trên mặt đất như những con rắn nấp dưới gốc cây rục rịch chuyển mình.
Ngày thường tôi rất thích nghe mấy chuyện ma ma quỷ quỷ, nhất là những câu chuyện có thật thế này, nên nhanh chóng cảm thấy hào hứng. Rót đầy nước vào bình giữ nhiệt rồi trèo lên giường. Cũng không bận tâm xem cái chăn có sạch không, quần áo không thèm cởi, chùm chăn lên, tay ôm bình giữ nhiệt, ngồi đó chờ tên lùn kể chuyện. Thế rồi, tên lùn kể lại câu chuyện bằng một chất giọng trầm thấp, rùng rợn. Hắn nói, lúc chuyện xảy ra, hắn mới có mấy tuổi. Khi ấy, cả làng tôi có khoảng 100 hộ gia đình. Làng bọn tôi nghe nói có từ thời Đường, do một vị quan lớn dẫn theo thân binh gia quyến, bí mật tới đây tránh nạn. Mọi người sống ở đây từ bao đời, nhà nào nhà nấy cũng có chút thân thích. Có chuyện gì là mọi người đều có mặt. Giúp được là giúp, khuyên được thì khuyên, nên cả làng sống với nhau rất hòa thuận. Không biết vì sao, làng chúng tôi có một câu di huấn rất kỳ lạ. Đó là người đời sau ở làng không được phép rời khỏi đây, phải sống trong làng mãi mãi. Cuối cùng, vào một tối nọ khi tôi còn đang ngủ, chợt nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, rất nhiều người cầm đuốc chạy qua chạy lại, bảo là ông trưởng làng xảy ra chuyện, lúc đi hái rau rừng sẩy chân ngã xuống vực chết. Tôi hoảng hồn, ngồi bật dậy. Vợ của trưởng làng là em gái của bà nội tôi gọi là bà dì. Thường ngày nhà tôi và nhà ông ấy khá thân thiết, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế? Tôi còn chưa rời giường đã nghe tiếng bố hớt hải chạy từ ngoài vào. Uống một bát nước to để lấy lại bình tĩnh, thì thầm với mẹ tôi, bảo ban nãy ông ấy ở cổng làng. Vừa khéo gặp nhóm người khiêng trưởng làng vào, ông ấy cũng giúp một tay, phát hiện người trưởng làng đắp chiếu, xác đã lạnh ngắt. Khi đó ông sợ quá, nhỡ buông lỏng tay, thế là khiến trưởng làng rơi xuống đất. Lúc ấy, ông vội vàng đỡ lên, lại thấy trên đầu trưởng làng thủng một lỗ to như nắm tay, não đã mất sạch. Vốn không phải bị ngã chết, mà rõ ràng bị thứ gì đó cắn xé. Còn nữa, mấy người khiêng trưởng làng về khi ấy rõ ràng không phải người trong làng. Bọn họ cúi đầu, cũng chẳng nói lời nào, chẳng biết người ở đâu. Bố tôi quay lại nhìn, thấy họ đi từ con đường nhỏ sau làng ra. Con đường đó rất dốc, là một con đường núi từ ngày xưa, thông thẳng xuống sông lớn dưới vách đá. Sớm đã bị sóng nước ngăn đôi, sao họ đi từ đó lên được? Tôi đang nằm trong chăn, nghe ông ấy nói chuyện mà bỗng tỉnh kẻ ngủ. Ngồi thẳng dậy, kêu lên, hỏi bố tôi rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Dượng sao lại chết? Có phải bị thú rừng gì cắn chết không? Bố tôi cốc cho tôi một cái, nghiêm giọng cảnh cáo. Chuyện ban nãy nói đều là nói đùa, tuyệt đối không được kể ra ngoài. Từ khi trưởng làng chết một cách không rõ ràng, làng bắt đầu xảy ra chuyện. Chuyện lạ thứ nhất xảy ra ngày cúng tuần sau khi trưởng làng chết. Khi ấy trưởng làng vừa mất, tất cả như vỡ trận. Dù tôi còn nhỏ, cũng bị gọi đại sang giúp đỡ. Cũng không hiểu sao, từ sau khi trưởng làng được khiêng về nhà, đến con chó vàng trong nhà cũng sù lông, hướng ra ngoài cửa sủa không ngừng như đang dọa dẫm thứ gì. Có cụ bảo, trưởng làng chết đột ngột, hồn không vào được nhà, sẽ bị chó giữ nhà ngăn lại, nên bảo họ dắt chó đi chỗ khác để ông ấy vào. Tình hình khi ấy rất quái dị, nhưng tôi lại không thấy sợ. Ông Dượng rất hiền lành, gặp ai cũng cười nói niềm nở, lại còn rất quý tôi. Dù giờ ông ấy đã chết, tôi cũng cảm thấy ông ấy sẽ không làm hại tôi, rất vững dạ ngồi đó giúp trông coi đồ đạc. Công việc chủ yếu của tôi lúc ấy là ôm lấy con chó vàng béo mập, canh ở cửa phòng bà dì ông Dượng, không cho ai vào. Nghe nói đây là để trấn hồn. Suốt một đêm tôi ngồi trên ghế mây đối diện cửa phòng, ăn uống đái ỉa đều không được rời khỏi. Dưới ghế đặt một cái bô, muốn tiểu thì tiểu vào đó. Thực ra sau này tôi mới biết, khi ấy mọi người sắp xếp cho tôi ôm chó vàng ngồi canh trước cửa.
không phải để đề phòng có người vào trong, mà để đề phòng hồn ông Dượng vào. Các cụ nói, ông Dượng chết bất đắc kỳ tử, lại sống với bà dì bao năm như thế. Có lúc hồn già sẽ suy nghĩ này nọ, đa sầu đa cảm, hoặc lưu luyến, chết rồi sẽ lao ngay đến nơi trước kia mình hay ở nhất. Nơi này có từ trường mạnh, vậy nên pháp lực cũng sẽ mạnh hơn, đưa người thân nhất đi với mình. Vậy nên tôi và chó vàng canh ở cửa, thực ra không phải để ngăn người khác mà để cản ông Dượng. Nhưng lúc đó tôi không hề biết, cũng không sợ, nên mơ màng cố ngồi trên ghế chịu đựng một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, bà dì đã trông linh cữu cả đêm, cuối cùng không chịu được nữa, phải vào phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ tôi đỡ bà vào, tôi nhìn lén, thấy mắt bà khóc sưng húp như quả đào, đau lòng tới nỗi không đi nổi. Nào ngờ, họ vừa vào phòng, bà dì đã đứng sững lại, chỉ vào cái bàn trang điểm kiểu cũ, run giọng hỏi. Đây, chậu nước nóng này ai lấy? Kế đó mấy người vội kéo lấy tôi, hỏi dồn dập, ban nãy đã cho ai vào rồi, chậu nước là ai bưng vào? Tôi lắp bắp, không có ai ạ, con đứng đây cả đêm không rời, đến cả ruồi nhặng cũng không bén mảng vào. Mọi người sững sờ, anh nhìn tôi nhìn anh, không biết phải nói gì. Tôi vẫn không rõ rốt cuộc có chuyện gì, nghe thấy bà dì khóc òa lên, bảo là ông ấy, chính ông ấy, lão già này, ông ấy quay lại rồi. Về sau tôi mới biết, bà dì và ông Dượng rất yêu thương nhau. Đừng tưởng ông là trưởng làng, thường ngày kẻ núi việc. Nhưng có một chuyện mà ngày nào cũng đều như vắt chanh, là lấy nước rửa mặt, rửa chân cho bà dì. Nước rửa chân đặt cạnh giường, nước rửa mặt đặt trên bàn trang điểm. Nghe nói năm đó khi họ lấy nhau, bà dì trêu ông, bảo ông phải lấy nước rửa chân rửa mặt cho bà cả đời. Không ngờ ông Dượng cho là thật, cứ làm thế không sót ngày nào. Chậu nước nóng hôi hổi là do ông Dượng chuẩn bị cho bà dì rửa mặt, đặt tại nơi quen thuộc trước nay. Nghe đến đây tôi hơi cảm khái, nghĩ ông Dượng của Lùn thực sự là một người đàn ông chân thành, rất đáng quý. Lùn cũng cười lạnh, nói khi ấy bọn tôi cũng nghĩ vậy, mấy chị mấy cô còn khóc ngay tại chỗ, nghĩ phải gả cho kiểu người như thế. Chân thành, người đã mất còn khắc ghi lời hứa lúc kết hôn. Nhưng ai cũng không ngờ được, sau này càng xảy ra nhiều chuyện kinh khủng hơn. Triệu Mù hỏi, về sau lại xảy ra chuyện gì? Xác chết có thay đổi gì hay là cương thi vùng dậy? Tên Lùn lắc đầu. Không phải, nếu đơn giản như thế cũng tốt, sẽ không có những rầy rà về sau nữa. Tôi sốt ruột nghe chuyện, rục rã. Anh Lùn, anh kệ mù đi, anh mau kể sau này lại xảy ra chuyện gì? Bác Trọc cũng không nói gì, bác ta mở hộp thuốc, ném mấy điếu cho bọn tôi, tự xếp lại gần đống lửa, rít sâu một hơi. Tôi không nhìn rõ mặt bác ta, chỉ thấy đầu thuốc đỏ hồng, thoắt sáng, thoắt tối. Lùn cũng châm thuốc, rít sâu một hơi, từ từ nhẹ khói, mắt lim dim nghiền ngẫm dư vị. Câu chuyện tiếp tục. Lúc đó, bà dì tôi khóc đến thê thảm, bảo ông Dượng chắc chắn không nỡ xa bà nên mới quay lại thăm bà. Bà chịu không nổi rồi, dù sao sớm muộn cũng chết, không bằng đi luôn cho nhanh. Bà bắt đầu run rẩy, chốc đòi treo cổ, chốc muốn tuyệt thực, nhất quyết đòi theo ông Dượng. Thực sự không còn cách nào khác, mọi người chỉ đành trói bà vào ghế mây, cho mấy cô mấy chị người nhà trông nom, những người khác ở ngoài nghĩ cách giải quyết. Về sau có người đề nghị, bà dì tám phần là chúng ta rồi, không chừng còn bị quỷ quái gì nhập. Chúng ta phải ra ngoài mời cao nhân về thu phục con quỷ này. Kế hoạch đã định, mọi người góp ít tiền cho một người chững chạc dẫn theo mấy thanh niên trẻ, vội vội vàng vàng đi tìm cao nhân ngoài làng. Mấy người đó ngay chiều đã về, bảo cũng thật trùng hợp. Họ ra khỏi làng đi nghe ngóng xem ở đâu có cao nhân như thế.
Không ngờ, cao nhân lại đang làm pháp sự ở làng bên cạnh. Họ đợi người đó xong việc, cầu xin thành khẩn. Người đó cuối cùng cũng đồng ý lời thỉnh cầu của họ, đến làng qua xem tình hình. Người đó cầm một cái la bàn đồng, có một người trẻ tuổi đi theo phía sau, đến nhà bà dì xem xét. Người trẻ tuổi đeo một tay nải màu vàng sau lưng, bên trong bọc một thanh kiếm gỗ đào, tiền đồng cổ, chu sa, giấy vàng, trông rất ra dáng thế ngoại cao nhân. Chương 147. Ông thầy đó lấy la bàn đồng ra, bước chân lên trên, đi đi lại lại một lượt trong sân. Cuối cùng đến dưới gốc cổ thụ trong sân, ngước lên nhìn đầu mày ngày càng nhíu chặt. Mọi người đều lo lắng, không dám thở mạnh, như sợ xảy ra chuyện. Ông thầy đứng dưới gốc cây bấm đốt ngón tay tính toán, lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng bảo gốc cây này bất thường. Từ góc độ phong thủy mà nói, đây là thế rừng đá khóa rồng. Rồng lượn bãi nông bị vây khốn, rồng bị rừng đá chặn ắt chết. Lại thêm nơi đây vừa có người mất, âm khí ngùn ngụt, không nên có người sinh sống ở đây. Mọi người nghe ông ấy nói vậy cũng sợ hãi, vội hỏi ông ấy phải làm sao. Ông thầy giọng điệu nghiêm túc, xua tay bảo bà dì phải chuyển đi ngay, tối nay chuyển nhà, bây giờ dọn càng nhanh càng tốt, nếu không ở đây sẽ có thêm người chết nữa. Dân làng nghe ông thầy nói nghiêm trọng như thế, nào dám để bà dì ở lâu, vội vàng thu dọn đồ đạc, ai khuyên bảo thì đi khuyên bảo. Ai dìu bà gì thì dìu, trước mắt phải để bà rời khỏi đây trước. Nào ngờ bà gì nhất quyết không chịu, khóc đến chết đi sống lại, bảo ông già đã đi rồi chỉ còn lại mình bà, sống có ý nghĩa gì? Còn không bằng đi luôn theo ông ấy, một lần là xong hết. Trên đường xuống suối vàng, tốt xấu gì cũng có người bầu bạn. Bà nói vậy, mọi người vội xúm vào khuyên bảo. Cuối cùng càng khuyên bà càng khóc dữ hơn. Sau rốt cuộc khóc đến khẹn cả giọng. Không ngờ ông thầy lắc đầu, nhẹ nhàng nói đúng một câu đã khuyên được bà ấy. Câu nói đó rất bình thường, nhưng lại khiến mọi người ở đó kinh hãi đến mức bất giác giật lùi về sau. Ông ấy bảo, bà này, bà nghe tôi, chỉ e kẻ đến lần này không phải người nhà bà. Tất cả sững sờ, bà dì cũng ngây ra, bà ấy ngẫm nghĩ cẩn thận câu nói, lập cập đứng dậy, mắt trợn tròn nhìn ông thầy. Bà căng thẳng, lắp bắp hỏi. Thầy ơi, người đến không phải người nhà, vậy là ai? Trong lòng mọi người đều thầm nhủ, không phải người nhà, chẳng lẽ là cô hồn dã quỷ bên ngoài? Thế nhưng thầy phong thủy lại nheo mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi, không đáp lời. Có người hiểu chuyện liền kéo lấy bà dì, bảo những chuyện này không dễ nói rõ ràng, chỉ có thể nhắc qua rồi thôi, nghe lời thầy mau đi đi. Bà dì vẫn hơi ngập ngừng, nói rõ ràng là chồng bà ấy, không thì sao biết lấy nước rửa mặt cho bà? Có phải mọi người cố ý tìm người đến lừa bà không? Dân làng bực mình, nghĩ bà đúng là không biết phải trái, không nhận ra lòng người tốt. Cả làng đoàn kết gắn bó, thấy nhà bà có chuyện, có lòng đến giúp đỡ, bà lại nói họ cấu kết người ngoài gạt bà. Cái nhà rách của bà đáng mấy đồng? Cuối cùng vẫn là bố tôi bước lên, thì thầm một câu bên tai bà. Dì à, con đoán chuyện này 8 phần là có vấn đề, dì còn nhớ không? Lúc dượng vào nhà, con chó vàng sủa như điên. Bà dì suy nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Tự bà nhờ dân làng giúp thu dọn đồ đạc, dọn ra ngoài ở. Mọi người đều nói chó khôn giữ nhà. Con chó này nuôi cũng 7-8 năm rồi, chưa từng có bất kỳ vấn đề gì. Nhất là nhìn thấy ông dượng thì vừa vẫy đuôi vừa lăn lộn. Thân thiết như thế, sao đột nhiên lại sủa gắt như vậy? Lúc ấy tôi ở bên cạnh nghe,
thấy lời bố nói quả thật rất hợp lý, nhưng có một điểm không hợp lý lắm. Khi ông Dượng được khiêng vào nhà, con chó vàng đúng là sủa như điên, có quét im cũng không chịu. Sau chỉ đành miễn cưỡng lôi nó đi. Thế nhưng buổi tối tôi và nó canh đêm, kể một đêm liền nó ngoan ngoãn nằm cạnh tôi, chẳng ho he lấy một tiếng. Thứ kia vào nhà kiểu gì? Chẳng lẽ lúc được khiêng vào, đó không phải ông Dượng mà là ác quỷ? Vì vậy mà con chó giữ nhà mới sủa như điên thế. Trong buổi tối bọn tôi canh, chính ông Dượng đã vào nhà, nên con chó mới không sủa. Chuyện này cứ nghẹn trong cổ họng tôi, cực bứt rứt khó chịu, mấy lần định nói ra. Nhưng sắc mặt bố tôi và dân làng ai nấy đều khó đăm đăm, lại ra sức khuyên nhủ bà gì, nên tôi lại chẳng dám hé răng. Cuối cùng, bà gì vẫn không kháng cự được lời khuyên nhủ của bọn tôi, lượm chút đồ chuyển sang nhà tôi ở. Nói đến đây, tên lùn hơi kẽm khái, hắn nhìn quanh, nói: lúc đó, nhà bọn tôi có 3 gian ngói lớn, rộng rãi sáng sủa, bên ngoài còn có cái sân nhỏ, bây giờ thì chán lắm, chẳng có người ở, sân bị đào xới, đến 3 gian nhà cũng sập hơn nữa, ai. Hắn bùi ngùi, rít mấy hơi thuốc sâu, kể tiếp. Hắn nói, ban nãy hắn có kể, chỗ bọn hắn là từ ngoài chuyển đến, hình như là từ Đông Bắc hay đâu đó. Vậy nên ma chay cưới hỏi cũng vẫn theo lệ của Đông Bắc, không hề giống như thiên táng ở Tây Tạng. Bình thường còn xây linh đường trong nhà, mời thầy đến xem phong thủy, định mồ mả. Thầy phong thủy xem xét hết những chỗ này, rồi quyết định vãng sinh người ta ở trong nhà vài ngày, rồi chọn ngày chôn cất. Trường hợp mỗi người lại không giống nhau, thời gian giữ người chết trong nhà cũng khác biệt. Bình thường, ít nhất phải giữ người chết trong nhà 3 ngày. Có nhà lắm tiền, sẽ làm một ít lễ cúng, thổi kèn gõ trống. Có những nhà cũng giữ linh cữu cả tuần. Ông thầy kia là một thầy phong thủy nổi tiếng, ông ấy đã ở đây. Mọi chuyện tất nhiên do ông ấy lo liệu. Ông hỏi ngày tháng giờ sinh của ông Dượng, bấm đốt ngón tay rồi lại đi quanh làng một vòng, lấy la bàn ra dò vị trí, nhanh chóng tìm được một khu đất đặt mộ. Có điều, ông bảo trường hợp của ông Dượng tôi hơi đặc biệt. Tốt nhất là đừng đợi đến 3 ngày, ngày thứ 2 mau đưa đi chôn ngay. Nhưng trường hợp của ông Dượng đặc biệt thế nào, đặc biệt ở đâu, ông lại không nói. Mọi người dù thấy chuyện khác thường, nhưng nghĩ đến chuyện lạ xảy ra mấy hôm nay, cũng quyết định nghe ông thầy, không bận tâm đến tập tục từ trước đến nay nữa. Chỉ đành để di thể ông Dượng ở nhà một ngày rồi lập tức đưa đi chôn. Thời gian quá gấp gáp, mọi người phân chia công việc xong, bày linh đường ngay trong đêm. Bày cỗ cơ động trong sân, người làng đều đến. Mọi người cùng ngồi lại, kể về ông Dượng lúc còn sống, ai nấy đều không cầm được nước mắt. Bởi vì nghĩ bà dì ở nhà một mình sợ xảy ra chuyện, nên mọi người ăn xong không đi mà ở lại tâm sự với bà. Nghĩ cứ thế qua một đêm, đợi đến hôm sau chôn cất xong rồi tính. Không ngờ còn chưa đến nửa đêm đã xảy ra chuyện lạ. Nếu nói rõ chuyện này, tôi phải kể cho mọi người nghe phong tục chỗ tôi. Linh đường là một chiếc giường được đóng từ gỗ. Ông Dượng nằm bên trên, bên dưới là hỷ quan, chính là quan tài. Theo tục lệ chỗ bọn tôi, người vãng sinh phải nằm ở linh đường một đêm, đến sáng hôm sau mới đặt vào quan tài. Tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm gậy, lương khô tay trái và gậy tay phải là để chặn lũ chó trên đường xuống suối vàng. Ngoài ra, trong quan tài còn đặt tiền đồng cổ, đến lúc đó sẽ đặt dưới lưỡi người chết, gọi là tiền ép khẩu, đề phòng quỷ nhập tràng. Nghe nói cách này đối phó với cương thi rất có ích. Trước linh đường đặt một cái bàn vuông nhỏ, thắp một ngọn đèn sáng, còn có một ít đồ cúng, có cơm trắng, bánh quẩy, rau tươi, còn có một chậu đất, chậu này dùng để đốt tiền giấy.
Tiếp đó, dựng chiếc lều lớn, là nơi cử hành tang lễ và cho người vào viếng. Bên trong bày tiệc cơ động, mọi người ăn uống ở đó. Sân khấu dựng bên cạnh, khua trống thổi kèn cũng náo nhiệt. Cứ vậy, mọi người ăn cơm uống trà, trò chuyện đến nửa đêm. Vốn nghĩ cứ thức như thế đến khi trời sáng, sau đó tiễn ông Dượng đi chôn cất, cũng không uổng công ông vất vả làm trưởng làng, dẫn dắt mọi người bao năm nay. Không ngờ trước nửa đêm còn bình thường, 1-2 giờ sáng, mọi người bắt đầu buồn ngủ, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần. Nhiều người đã gật gù, mơ mơ màng màng, lúc nào cũng có thể thiếp đi được. Lúc này, linh đường đột nhiên có mùi khét bốc lên. Có người giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên hét lên. Cháy rồi, cháy rồi! Vừa nhắc đến cháy là mọi người giật nảy. Tất cả đều tỉnh. Ai nấy nhảy dựng lên, vớ lấy thùng nước chạy ra ngoài, khắp nơi huyên náo. Cháy ở đâu? Cháy ở đâu? Mọi người giờ mới nhớ lại, chỉ ngửi thấy mùi khét chứ không thấy rốt cuộc cháy ở đâu. Tìm kiếm khắp nơi, phát hiện ra chậu đất đặt trên linh đường, vốn để người ta đốt tiền giấy. Giờ đã đến nửa đêm, lửa đã tàn từ lâu. Nhưng nó không chỉ không tắt lửa mà còn cháy bùng lên, ánh lửa hừng hực. Lửa này cực kỳ quái lạ. Nó không chỉ bốc lên keo ngùn ngụt, mà màu cũng bất thường. Bình thường lửa màu đỏ, ánh lửa đỏ rực mà, hoặc màu trắng, trắng lóa. Lửa trong chậu đất thì xanh lét, trông không giống một đống lửa mà giống như ma chơi ngoài bãi tha ma. Lúc này mọi người đã tỉnh hẳn, tóc gáy ai nấy dựng đứng, người thần kinh thép đến mấy cũng phát hiện ra chuyện bất ổn. Giờ đã quá nửa đêm, từ lâu đã chẳng còn ai đốt tiền giấy trong chậu, sao có thể đột nhiên bốc lên một ngọn lửa cao như thế? Vả lại, cho dù trong chậu ban nãy có tiền giấy, ngọn lửa cũng chỉ cao nửa thước, chắc chắn không cao đến vậy được. Điểm gì đây? Dù thế nào, cũng phải mau chóng dập lửa. Mọi người vội vàng tìm thứ gì đó dập lửa. Ai biết dập mấy lần màu lửa chợt thay đổi. Ngọn lửa thoắt cái đã bùng mạnh lên, cao đến hơn 1 mét. Chốc lát đã bốc lên tận đỉnh lều. Ngọn lửa lay động khắp nơi, như trườn tới trườn lui trên trần, xanh lét, trông càng hãi hùng trong đêm. Đầu mọi người tê dần, đều biết chuyện hôm nay không giải quyết được rồi. Đây rõ ràng là quỷ nhập tràng, chắc chắn có chuyện lớn rồi. Chương 148. Cả làng đứng được ra, không ai dám động cửa. Cứ thế nhìn lửa ma bốc lên càng lúc càng cao, như muốn nuốt chửng cả gian nhà. Nhưng đáng sợ hơn nữa là, rõ ràng bốn phía xung quanh lửa bốc ngút trời, mọi người đều không thấy nóng, mà lại cảm thấy lạnh toát người. Dường như ngọn lửa hừng hực kia không phải lửa, mà là một tảng băng buốt giá. Cuối cùng có người khóc lên một tiếng. Mau đi mời thầy phong thủy, nếu không chúng ta chết hết đấy. May mà thầy phong thủy đến nhanh. Lúc này ông ấy không ở trong lều mà ngồi ở sân sau, yên lặng uống trà. Khi thầy xem mồ mả, phải quan tâm chăm sóc thật chu đáo. Tâm trạng tốt, ông ấy mới xem mộ cẩn thận để phúc cho con cháu đời sau. Ngộ nhỡ không chăm nom chu đáo, thầy phong thủy bực lên, chọn bừa một phần mộ tuyệt hậu về sau. Vậy đời con cháu chỉ có thể đợi giáng họa chờ chết rồi. Chuyện phong thủy không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Nghĩ mà xem, hạng người nào tin vào phong thủy nhất? Quan lớn, thương nhân, ngôi sao, người thành đạt. Những người này chiếm giữ tài nguyên trên đỉnh tháp, nắm giữ những tin tức bí mật mà người thường không thể biết được. Họ đều tin vào những thứ này, tin rằng phong thủy có vị thế đặc biệt của nó. Mà thầy phong thủy kia đang ngồi trong sân sau uống trà, ông ấy cũng cảm thấy hôm nay nhà này bất thường. Ban ngày, ông ấy đã xem xét địa hình xung quanh, đi hết một vòng. Trong lòng đã có tính toán. Làng này trông thì đơn giản, thực ra không hề tầm thường.
Làng này nằm trong cụm núi cạnh sông lớn, phía xa là núi tuyết trùng trùng, bên dưới là sông lớn cuồn cuộn. Trong phạm vi nghìn dặm, chỉ xuất hiện đúng một khoanh đất trống này. Từ góc độ phong thủy mà nói, thực sự là một mảnh đất phong thủy quý giá, gọi là thế đất rồng diên phượng minh. Nghe đến cái tên này, dù có là người không hiểu phong thủy, cũng biết đây chắc chắn là nơi phong thủy cực tốt. Nghĩ xem, cái gì gọi là rồng diên phượng minh? Chính là nơi rồng thèm rõ rãi, phượng hót vang trời. Nơi này phong thủy còn xấu được sao? Nhưng ông ấy luôn cảm giác nơi này hơi kỳ lạ, trong lòng bất an. Vậy nên cả tối không nghỉ ngơi mà ngồi đây uống trà với học trò. Nói thế nào nhỉ? Tôi lấy một ví dụ. Có lúc anh đến khách sạn ở, vừa bước chân vào một phòng đã cảm thấy gian phòng lạnh toát, rất khó chịu. Giống như có người đang nhìn trộm anh, không khí cũng vận đục. Cảm giác này rất khó diễn tả cụ thể, tóm lại là không thoải mái. Ở lại đến nửa đêm, anh trằn trọc không ngủ được, luôn cảm thấy có điểm bất thường. Cuối cùng bò dậy bảo nhân viên khách sạn đổi phòng. Vốn anh còn thấy có lỗi, nghĩ nửa đêm lại làm tình làm tội nhân viên. Nào ngờ nhân viên không chỉ không ngại phiền mà còn xin lỗi anh, bảo nhầm phòng, mong anh thông cảm. Anh thấy chuyện sai sai, truy hỏi mãi, nhân viên mới ấp úng nói phòng đó không sạch sẽ, luôn có khách phàn nàn ở đó có ma. Thầy phong thủy kia vào làng là có cảm giác này, chưa nói cụ thể được rốt cuộc là nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy không ổn. Phải, tiện đây cũng dạy mọi người cách phân biệt khách sạn, xem phòng có ma hay không. Nếu ở khách sạn, nhất định phải xem phòng cho kỹ. Dưới tủ, cạnh giường, sau cửa, có gạo, tàn hương hay không? Nếu có, phải mau chóng đổi phòng khác. Tốt nhất là dứt khoát đổi luôn khách sạn. Gạo và tàn hương là để cúng ma. Nghĩ xem, nếu phòng không có vấn đề, sao tự dưng lại cúng? Điều này chứng tỏ con ma quá dữ dằn, vốn không trừ nổi. Chỉ đành cúng lễ, lấy lòng để nó bớt dọa người. Vẫn còn nữa, phòng không sạch sẽ chắc chắn sẽ có cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt. Sàn và chăn đều âm ẩm, ánh sáng cũng yếu ớt, ẩm thấp, cảm thấy kiểu gì cũng không khô. Sau khi vào phòng sẽ cảm thấy nhiệt độ căn phòng giảm xuống, thấp hơn nơi khác 5-8 độ, thậm chí tận 10 độ. Nếu vào một căn phòng như vậy, vậy tốt nhất mau mau đổi phòng khác. Nếu không, anh sẽ thấy giấc ngủ luôn chập chờn, nửa tỉnh, nửa mê, như có người đi đi lại lại trong phòng, thì thè thì thầm. Có không gặp phải ma thì hôm sau hai mắt cũng thâm quầng, mệt mỏi nhiều ngày. Được rồi, lạc đề rồi. Chúng ta tiếp tục kể chuyện ngôi nhà Tây Tạng có ma. Thầy phong thủy kia cảm thấy không ổn, bèn lấy ngón tay nhúng trà, dựa vào trí nhớ, vẽ lại địa hình ngôi làng trên bàn. Vẽ mãi, cuối cùng ông ấy cũng phát hiện ra điểm không ổn. Hóa ra địa hình này không phải là một nơi có phong thủy tốt, mà là đất dữ. Nói thế nào nhỉ? Hóa ra lúc vẽ lại địa hình, ông ấy phát hiện ra nơi này là ngọn Độc Long do cụm núi cao hình thành. Núi hướng về Tây, nuốt mây nhẹ sương, lại thêm bên dưới là sông lớn cuồn cuộn, như rồng được nước, khí thế hừng hực. Vốn là một nơi có vương khí, nhưng lại bị người ta phá hỏng. Chuyện này nói ra thì phức tạp. Tóm lại, cũng tương tự với việc có người đào một lỗ ở đầu rồng, đồng nghĩa với việc cả con rồng coi như bỏ. Con rồng khổng lồ đó vốn là đất phong thủy quý, được hình thành tự nhiên, nhưng bị phá hủy như thế, trở thành một thế cục chết chóc, thành một con rồng chết. Oán khí của rồng bốc lên tận trời, nhất là phần phía sau đầu rồng, càng tích tụ nhiều oán khí, nơi này mà không có vấn đề mới là lạ ấy. Mọi người đoán không sai, làng này vừa hay xây trên thế cục sát khí ngút trời, nơi tích tụ những oán khí sau cùng ấy. Thầy phong thủy thầm kinh hãi,
rốt cuộc ai đã một tay phá mất phong thủy tự nhiên này? Nếu đào núi, rồng sẽ thành rồng chết. Thế cục chết chóc như vậy, ông đã thấy nhiều. Đa phần đều là các vị vua thời cổ phá hủy long mạch ở những nơi khác để đất nước được ổn định, nên đã phái đi nhiều người tài tìm long mạch trong thiên hạ, sau đó phá hủy. Những nơi như thế thường sẽ trở thành nơi núi sâu nước độc, lâu dần ruộng đất cũng thành hoang mạc, cuối cùng trở thành vùng đất chết. Thế nhưng làng này lại khiến người ta thấy rất lạ. Giống như có người cố tình chuyển làng vào đây để canh giữ thế cục phong thủy chết chóc này. Người sống ở nơi oán khí ngút trời thế này, từ góc độ mệnh lý mà nói, sẽ không có nổi ba đời. Con cháu đời sau sẽ chết hết, triệt để đứt đoạn đời sau. Oán khí của người chết lẫn thế cục phong thủy chẳng lành mới khiến nơi này hoàn toàn biến thành một hồ máu rồng, biến đất lành thành đất dữ. Thế nhưng nếu nói vậy, làng này sớm phải tuyệt hậu rồi, sao còn sinh sôi nảy nở bao lâu thế? Càng nghĩ, ông ấy càng thấy hãi hùng, càng thấy không thể nhìn thấu nơi này. Nào ngờ một ngôi làng ẩn khuất trong rừng sâu núi lớn lại có thể che giấu nhiều bí mật như vậy. Ông ấy cũng thấy sợ, nghĩ mình xem phong thủy bao năm, sớm nên rút lui. Chuyện này giải quyết xong là ông ấy sẽ nghỉ ngay lập tức, cũng tìm nơi đất lành dưỡng lão. Đang nghĩ vậy, một đám người đũng quần ướt sũng chạy tới kêu lên: "Thầy, cứu mạng!" Tim ông ấy đập thình thịch, nghĩ số kiếp kiểu gì cũng có một phen như vậy, xem ra tránh cũng không thoát. Chỉ đành gắng gượng chịu đựng. Ông ấy theo đám người vội vàng đến linh đường, đống lửa xanh lét kia chưa hề tắt, bập bùng lay động trên trần nhà. Thầy phong thủy biết nhiều hiểu rộng, lòng cũng không khỏi thầm kêu khổ. Ông ấy sớm đã biết thi thể người chết có điểm bất thường, nào ngờ lại ghê gớm đến nhường này. Hiện giờ người mới chết có một ngày, vốn 7-8 ngày sau mới là ngày hồn về. Nghĩ bụng, nhân lúc hồn vẫn chưa về, mau chóng đưa đi chôn, mồ yên mạ đẹp. Ông ta có thay đổi quái dị gì cũng không sợ nữa. Chẳng ngờ cái gì phải đến vẫn đến, tránh cũng không được. Chuyện đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ông ấy làm khẩu quyết, móc giấy vàng ra, phất giữa không trung. Mảnh giấy biến thành màu đỏ rực, kế đó cháy bùng lên. Mặt ông thầy biến sắc, nói với dân làng: "Đừng đợi nữa, mau mau khiêng người vào quan tài, lập tức đóng quan đem chôn." Mọi người hơi căng thẳng, nửa đêm chôn cất, chưa từng nghe nói tới, không biết làm vậy có ổn không. Thầy phong thủy kia cũng đang vội vã, bực mình: "Mấy người còn không mau đóng quan chôn đi, chỗ này còn chết người nữa." Một câu nói này thôi đã lập tức có hiệu quả. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng gật đầu, cùng lấy dũng khí hỗn loạn chạy qua, định khiêng người chết vào quan tài. Cuối cùng hai người đàn ông lực lưỡng dẫn đầu, một người khiêng đầu, một người khiêng chân. Hai người hô lên, cùng dùng sức định nhấc người chết lên, nào ngờ họ dốc hết sức mà người chết vẫn bất động, như thể đó không phải một người mà giống như một khối sắt mọc rễ, có làm thế nào cũng không di chuyển nổi. Mọi người càng sợ hãi. Dũng khí ban nãy bay biến sạch sẽ, tiếng nói chuyện cũng run rẩy như sắp khóc, lùi hết về sau. Thầy phong thủy thấy cục diện sắp mất khống chế, vứt mấy lá bùa vào chậu đất, lại uống rượu trắng, hít một hơi, rồi phun vào trong chậu. Lá bùa gặp gió ngấm rượu, cuối cùng cháy bùng lên một ngọn lửa trắng keo hơn người. Thoát cái đã ép ngọn lửa me xuống. Mọi người thở phào, vỗ tay ào ào, bảo cuối cùng tà không thể thắng chính, vẫn là thầy phong thủy này keo tay. Thầy phong thủy lại thầm than khổ, ban nãy thực ra là ông ấy dở trò. Trên bùa quét một lớp phốt pho gặp không khí là bùng cháy dữ dội, lại thêm rượu trong chậu đất mới tạo thành một ngọn lửa như thế, tạm thời ép đảo lửa ma.
đợi khi bùa cháy hết, lửa tắt, lửa ma kia sẽ nhanh chóng hiện ra. Ông ấy hô lên: Mau khiêng người chết lên, tức tốc đóng quan. Mọi người được ánh lửa tiếp sức, cả người nóng hầm hập, cảm thấy sức lực toàn thân lại trở lại.